quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm là lúc thị trường hàng hóa tiêu thụ rất lớn. Đây cũng là thời điểm hoạt động gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều hơn. Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để ngăn chặn nhằm ổn định thị trường. Thời điểm này, các siêu thị bán lẻ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng được chuẩn bị nhiều là bánh kẹo, nước ngọt, bia rượu và các mặt hàng thiết yếu. Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tích cực tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm gắn với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường. Cửa hàng thì cũng chỉ duy trì bán những cái mặt hàng mà của các công ty như Hải Hà hay Hữu Nghị hay Kinh Đô. Ví dụ như nước ngọt thì cửa hàng có bán của hãng Chibeco hay là Bảy Úc hay Pepsi thôi, chứ ngoài ra thì cũng không bán những cái mặt hàng mà không có thương hiệu và không có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng. Và cái này thì bên cửa hàng sẽ đảm bảo đầy đủ giấy tờ hóa đơn rồi giấy an toàn thực phẩm của công ty cấp cho cửa hàng để xuất trình khi các lực lượng chức năng kiểm tra. Chúng tôi cũng nhập một số hàng chuẩn bị cho ngày Tết âm lịch, trong đó cũng nhập những nguồn hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các nhà phân phối. Trong đó chúng tôi cũng ký cam kết với cả bên quản lý thị trường và kinh tế để nhập những nguồn hàng chất lượng đảm bảo cho phục vụ bà con được tốt hơn. Chuẩn bị sang đón Tết âm lịch rồi 2023 thì nói chung cửa hàng cũng sẽ cam kết nhập tất cả những sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường để phục vụ bà con, để làm sao đảm bảo nhất, tốt nhất, cam kết và không lấy trôi nổi bên ngoài. Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2023. Sau một tháng triển khai, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 20 vụ vi phạm kinh doanh thương mại với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Tiến hành tiêu hủy hàng hóa vi phạm không đảm bảo chất lượng trị giá gần 56 triệu đồng. Cuối năm ấy thì thường thường là cái nhu cầu về hàng hóa tiêu dùng sẽ của bà con nhân dân sẽ tăng cao. Thì cũng như mọi năm, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên cũng đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, giả trong dịp trước, trong sau Tết Nguyên đán. Sau khi ban hành các kế hoạch ấy, thì là chúng tôi sẽ triển khai cho các đội tăng cường công tác quản lý địa bàn, xây dựng nắm bắt rồi xây dựng các kế hoạch kiểm tra xử lý nghiêm tất cả các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo làm sao hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán một cách hàng hóa thị trường lành mạnh nhất. Tập trung vào các nhóm ngành hàng là lương thực, thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng để phục vụ Tết. Việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhằm ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ, không những của cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, mà còn từ phía người tiêu dùng.